Nó to ơi là to luôn. Nhóm của con cũng vậy, bữa được lai gai lai gai. Lạ mà sao hôm nay ít té ít cáo à. Thì có cái hang xấu. Ôi da trời ơi. Cái dãy nó lâm rồi. Cuối cùng là cũng đụng được một con to quá trời luôn cô chú anh chị bạn ơi. Hồi nãy á, có con này nè Hương cũng bắt được. Nhưng mà do là Hương chưa có quay được á, rồi cái khúc đó nó bị chụp chặt vậy Hương cũng không biết sao nữa. Rồi cái bắt được con này thì không quay kịp. Nhưng mà con này thì Hương dính nè. Bị đâm một phát. Ôi đụng cá chê. Đây Hương bắt được con cá chê trắng rồi cô chú chị bạn ơi. Còn cái hang nó sâu tới đây luôn nè. Cá chê trắng cũng ú. Đây nè. Ú nó dãy kìa. Cái chị trắng cũng bự lắm cô chú anh chị bạn. Muốn sâu ghê vậy. Những cái hang sâu cái này nè. Mình thử bắt tay ra thử đi cho anh Trăng. Bự lắm. Ủa sâu lắm ba ơi. Được một con nữa rồi cô chú chị bạn ơi. Cái dãy nó nằm đâu á. Đây có lọc kiến. Tinh tinh tinh. Đây nè. Là được ba con. Cái dãy. Trời mò gì. Đừng con cá lóc bự cô dớn vậy bạn ơi. Nè. Uống lâu luôn. Trời ơi cái hang nó sâu mà nó móng lưỡi luôn. Trời ơi. Ủa rồi sao? Sao bỏ trong thao được? Ủa thao nó nhảy làm sao? Ê. Nó nhảy. Thôi chú anh chị bạn ơi. Bự quá nữa. Không phải là bự lắm nhưng mà nó rất là nó uống. Mình cho miếng nước vô. Cho nước vô nhiều lắm. Hồi nãy Hương à. Hương bắt được con cá sặc nữa nè. Mà để vô con cá lau kiến nó dãy cái nó đều queo luôn. Hay hồi nãy Hương bắt được con cá sặc luôn. Hey. Dính rồi. Con cá chê. Ê con cá chê, sao mất vậy? Hồi nè cái hang nó sâu tới đây luôn rồi cô chú anh chị bạn. Con cá chê trắng nữa. Mà hả? Bắt được một con thì sẽ xảy một con. Hồi nãy Hương mới vừa nó nhảy ra nào Hương cũng không hay luôn. Giờ mất tiêu con cá chê trắng rồi. Chảy máu lần thứ 1000.
Đều quá. Đi mò chứ. Đi mò giờ đổ giống.